Xin chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Và trong cái video này thì em đang lên sóng cùng các anh em, đó là mẫu loa siêu trầm S1500 với phiên bản trầm cực kỳ bạo lực. Đầu tiên em sẽ đến với cái mã đơn này nhé. Đơn hàng này là đơn hàng của anh Nguyên. Anh Nguyên anh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Một con súp S1500 hiện tại chúng em đang test và kiểm tra cho các anh em, cũng như là anh Quyền anh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Mẫu này thì nó là dòng chuyên, em mở nhỏ nhạc một chút. Với cái mẫu S1500 này là nó dòng chuyên về cái kiểu dạng đánh bạo lực. Thậm chí các anh em có thể ghép được với cả những cái cặp loa bass 25 như thế này để chúng ta nghe nhạc vàng, nó đánh súp bass xuống rất là sâu. Khi đánh mạnh với công suất lớn lên thì gần như bass nó cực kỳ căng, chắc khỏe, không bị ù rèn, không có đuôi. Và mẫu này nó là dòng có thể kết hợp để các anh em có thể xê dịch, gọi là đánh sự kiện, đánh gọi là di động đấy. Thì hai tay xách hai bên, mặt trước được bảo vệ rất là chắc cho cái con bass, đó là cái mặt e căng bằng sắt, ba lỗ thông hơi trước, giúp cho trẻ nhỏ gần như không có thể nghịch đến con bass, sẽ bảo vệ tuyệt đối. Mặt sau của nó thì các anh em có thể nhìn thấy phiên bản này nó là dòng 2 trong 1, nó có thể kết hợp được cả cầu đánh hơi ở đây. Đấy, cầu đánh hơi đây và đánh điện thì ở bên dưới. Chạy điện 220 và công suất con này thì max lên được 1000W. Đánh hơi và điện đều cho ra chất lượng cũng như chất âm như nhau, uy lực mạnh mẽ như nhau, sơn sần, dày dặn. Cọc chống loa ở giữa để giúp chúng ta có thể treo được một cặp array hoặc là một con súp một con loa full nữa. Đằng trước thì là logo của hãng cũng như là tem số 1 chính hãng rồi. Bản test nhạc này là em đang test nhạc vàng, em tăng volume lên nhé, tăng volume lên để các anh em. Mẫu này hiện tại có giá chính hãng tại showroom của chúng em là 5.500.000 đồng. Bản nhạc rất là nhẹ nhàng. Hiện tại cái lực hơi đánh ra nó vừa phải, nhưng mà bass đánh rất là sâu mềm. Các em đeo tai nghe thì biết ngay. Em sẽ tắt trầm đi để các anh em nghe là các em biết ngay ạ. Đó. Hiện tại em đang dùng cặp Pioneer S99 đi, em đi vào bật trầm lên nhé. Wow. Hiện tại đã có trầm rồi. Và em cũng xin được dừng video tại đây để đóng hàng gửi cho anh Quyền. Cảm ơn anh Quyền rất là nhiều, cũng cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng bên JK chúng em. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh em. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bên JK Audio. Xin chào tạm biệt.